Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Tân mới vệ sinh máy và mang máy về bạn. Tân sạc pin hết luôn rồi. Thì hôm nay kể trễ chút xíu nữa. Mong là ngày mai không có chuyện gì bận có thể kể sớm hơn. Thì câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện minh chứng cho một cái vấn đề mà các bạn hỏi Tân là một cái cơ nghiệp mà nó bị lụng bại thì nó lụng bại theo hình thức nào. Thì thực ra mà nói thì trên phim bạn thấy là chiếu rất là nhiều rồi, nhưng có lẽ các bạn chưa có hiểu rõ, hoặc là mình theo dõi nhiều tình tiết trong phim quá, cho nên là mình chưa có quan sát kỹ một cái gia nghiệp của người ta mà bị lụng bại bởi lý do gì. Thì câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện người thật việc thật. Thì cái gia đình này á, là gia đình bạn của bạn thân của Tân hồi xưa. Thì lúc bấy giờ là đi chơi vòng vòng với nhau rồi nói chung là Tân cũng chơi nhóm này nhóm kia. Thì cái người bạn này mới làm quen được cái người mà Tân đang chuẩn bị kể đó. Đó. Thì mới dẫn qua nhà người đó là một cái tiệm bán hủ tiếu mì. Thì gia đình này là một cái gia đình mà có truyền thống bán hủ tiếu mì, nhưng mà có rất nhiều chi nhánh. Chỉ khác biệt một điều thôi, câu chuyện này là thời xưa, cho nên là những người đó người ta không có cái suy nghĩ đây là gọi là chuỗi, hay là ta gọi là mở ra một cái gọi là franchise để mà có nhiều người mua thương hiệu rồi truyền lại công thức, hoặc là mình quản lý cái nguồn cung nguồn cấp. Không phải. Nó không có hiện đại đến mức độ như vậy. Mà cái tiệm này có nhiều chuỗi là bởi vì đây là một gia đình lớn, có nhiều anh em. Thì kiểu giống như là anh 2, anh 3, anh 4, anh 5, anh 6, anh 7, ví dụ vậy. Thì mấy anh em mới đi theo cái nghề gia truyền của cha là nấu hủ tiếu mì. Thì lúc bấy giờ đó, nhà của thằng bạn của bạn thân Tân đó, thì là nhà của cậu Tư. Là người thứ tư trong gia đình. Thì gia đình này làm ăn rất là được. Tại vì hồi xưa là những cái đồ ăn thức uống ở Sài Gòn mình cũng ít lắm. Nếu mà nói về ăn sáng là chỉ có phở, hoặc là ăn bánh mì ấp la, rồi còn lại là ăn đồ Tàu, hủ tiếu Nam Giang, hủ tiếu mì. Thì bạn vòng vòng bạn cũng biết rồi, biết bao nhiêu đó thôi, nó cũng không có gì khác. Thì cái tiệm hủ tiếu này nấu nó đa dạng lắm. Hủ tiếu mì thôi mà nó có bò viên, có hủ tiếu cá, có xí quách, có lòng, rồi đầy đủ hết tất cả các cái món ăn chơi để mà ăn kèm. Khô, nước gì có đầy đủ hết. Thì gia đình có cái công thức chung, thì mấy anh em đều học chung một công thức. Nhưng mà anh em trong nhà mà nhiều khi làm chung nó mới hợp. Thì bây giờ đó, mỗi người sẽ mở một cái tiệm riêng ở một cái nơi từ cái tiền mà cha mẹ chết đi để lại, để mà mở một cái tiệm mua nhà, mỗi người một quận khác nhau đó, mở ra nấu chung một công thức thì vậy dễ sống hơn. Mỗi người tự đầu tư cái nguồn vốn vô cái quán của mình, rồi cái được lấy cái tên thương hiệu của cha mẹ mình để mà làm bản hiệu. Thí dụ như tên là quán mì số 1, quán mì số 2, quán mì số 3, số 4. Nhưng mà người ta đi ăn, người ta biết những ai ở quận 3 tới tiệm đó ăn, những ai quận nhất tới tiệm đó ăn, của anh 2, anh 3, anh 4 gì đó. Thì không cần biết, nhưng mà chung một chất lượng. Thì lúc bấy giờ bạn biết rồi, mặc dù là lấy tên thương hiệu của cha mẹ và chung một chất lượng, nhưng mà mỗi người tự bỏ vốn cho xe mì của mình. Tại vì mỗi cái người con phải tự gọi là đong đếm được cái lượng khách ở cái nơi mà mình bán. Mà thật ra thời xưa thì nó cũng khó đong đếm lắm bạn. Tại vì có ngày đông ngày ít. Thí dụ như thường thứ bảy chủ nhật thì đông, còn thứ hai đến thứ sáu thì nó lai rai từ sáng đến chiều, buôn bán mà làm sao mà mình quản được, đúng không? Thì mấy anh em nhà nó thương nhau lắm. Thí dụ như mà khách vãng lai vô tình mới vô quán ăn lần đầu mà người ta khen quá, người ta vòng lại lần 2, lần 3 thì chủ sẽ ra hỏi: ủa anh ở đâu tới vậy?
Nó ở à, tôi ở bên Bình Tân, tôi chạy qua lận đó. Nó, ủa gì hả? Bình Tân tôi có chi nhánh. Ở bển là thằng Út tôi làm đó. Anh qua bên anh ăn cho đỡ xa. Chất lượng y chang luôn. Tại tôi cùng cha mẹ mà dạy ra mà. Thì nhiều khi người ta giới thiệu qua lại các bạn, người ta không có dành khách tại vì gia đình không à. Tôi thì làm ăn rất là thuận lợi. Mà bạn biết bị có một cái thôi, là do hồi xưa đó, là mở ra cái tiệm mì mà bán mà 7-8 chi nhánh vậy đó, thì phải có cái nguồn cung. Thì cái nguồn cung nó càng lớn thì sát sanh nó càng nhiều. Và đặc biệt có một số món ăn chơi, một số món ăn chơi đó, nó sẽ liên quan đến những cái món không liên quan đến cái tiệm hủ tiếu lắm. Mình nói ví dụ như là những cái món như người ta kêu là về ớt chiên đi, hay là cá sốt đi, cá chẽm mà sốt cà, hay là cá chẽm hấp Hồng Kông. Thì có những người ta làm thêm, tuy là tiệm hủ tiếu mì nhưng mà cũng bán hoành thánh sủi cảo, rồi cá, rồi này nọ thêm, nếu ai cần thì order. Thì bạn biết là hồi bây giờ nè, những cái món đó có thể là người ta order ngoài chợ mang vô. Thì ngoài chợ người ta giết cá sát sanh hết trơn rồi. Nhưng mà hồi xưa đó, là mạnh ai người đó phải giết. Là tại vì hồi xưa những cái dịch vụ mà giống như vậy đó, nó rất là hiếm. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái kiểu mà phục vụ cho người khác, hồi đó người ta chưa nghĩ ra. Cho nên là chỉ có những cái tiệm lớn, người ta mới có những cái con cá chẽm, những cái con cá bóng mú để mà người ta làm, hay là bóng tượng người ta làm để người ta phục vụ thực khách. Thì đa số đầu bếp trong gia đình người ta sẽ đập đầu cá, người ta làm cá. Bên cạnh đó người ta làm rất là nhiều món khác, như là gà hấp muối, gà hấp hành, người ta cũng tự cắt cổ gà. Người ta trụng nước sôi, người ta nhổ lông. Thì gia đình sát sanh rất là nhiều. Thì không ít lần mổ bụng gà mái mà lọt ra trứng luôn bạn. Trứng mà trứng nó hình thành cái trứng rồi đó, chứ không phải là cái đùm mà trứng non đâu. Nó hình thành trứng rồi à, nhiều khi lọt ra, gia đình ta gọi đem vô người ta luộc luôn à, để mà ta ăn trong gia đình. Mà gia đình 7-8 xe lần à, anh em đông mà, mở ra chi nhánh nhiều. Thì đùng một cái tự nhiên cái miệng lưỡi người đời vậy bạn à, có nhiều người ta ăn ở bên chỗ cầu tư là ba của một bạn, của một bạn thân mình. Mình ít nhắc cái câu mà thằng bạn của một bạn thân là nó dòng nó nhức đầu lắm ha. Mình nhắc tới cái tiệm mì ở nhà cậu Tư là bạn dễ hiểu đi, là ba của nó đó. Thì người ta ăn sau đó không biết, người ta mới dòng qua nhà của ông cậu hai, người ta mới mét. Có nghĩa là người ta nói là ủa sao mà bên này bán ngon quá mà bên ông cậu Tư bán không ngon à, bắt đầu có chuyện là từ vậy các bạn. Miệng lưỡi người đời, cái quả báo nó tới, nó tới rất là kỳ. Nó tới một cách rất là âm thầm lặng lẽ. Tự nhiên bởi một cái người đâu đâu á, mà vô tình họ có trọng lượng mà. Họ là khách. Họ là khách. Họ không phải người thân trong gia đình, nhưng mà cái người mà có trách nhiệm phục vụ cao đó, một khi mà khách đã nói vậy rồi đó, người ta ngứa dữ lắm. Nhất thứ hai là ông anh hai đó, trong nhà đó là cái người quyết tâm phải giữ được cái cơ nghiệp của cha mẹ truyền lại. Cho nên nghe tính thằng em của mình đó, nấu mà coi như là không có bằng, hoặc là thiếu trước hụt sau đó, ổng tức. Ổng tức thì ổng ghim trong bụng à. Nhưng mà ổng không có hỏi anh em trong nhà, không hỏi kỹ. Ổng ghim trong bụng, ổng không có hỏi liền. Ổng để cho cái sự việc nó trôi qua đến cuối năm. Tại mấy anh em rất là bận, ta buôn may bán đắt mà. Cuối năm anh em tề tụ về cái nhà gốc đó, là cái nhà chính, cái xe mì chính đó, để mà người ta làm bữa tiệc. Thì đang vui vẻ vậy đó. Bao nhiêu năm làm ăn bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết nha các bạn. Không có cái chuyện gì xảy ra hết. Đùng cái tự nhiên cái bữa đó ông anh hai ông sực nhớ ra cái chuyện của người ta mét về ông Tư. Ngồi trước mặt bao nhiêu anh em, dâu rể con cháu, tự nhiên anh hai ông nói ra: mày hả Tư, cha mẹ để lại cơ nghiệp đó, mày phải giữ. Chứ mày nấu mà thiếu chức hụt sao đó, khách tới không có mà ăn. Người ta qua tiệm tao, tao mét nè. Mấy anh em ai cũng bình thường hết đó. Vậy mà mày làm không ra trò. Tự nhiên bạn nói vậy thì ông kia ông tự ái chứ.
đúng không? Phải hỏi kỹ cái sự việc đó khi nào, đã để cả năm rồi, cái sự việc đó khi nào, người khách đó là ai, và cụ thể người khách đó mét về cái gì, thiếu là thiếu cái gì. Đó thì ông anh hai ông cũng không nói, tự nhiên cái hứng lên à, bạn thấy cái nghiệp không? Mà nó xảy ra ngay đâu? Ngay chính cái xe mì gốc là nơi cha mẹ khởi nghiệp. Đó, bắt đầu cái nghiệp nó chỗ nè, ngay chỗ này. Thì anh Tư cũng tức lên, tức là ông chửi nó vậy chứ anh nấu có ngon hơn ai đâu mà anh đi anh nói người ta. Cũng như Tân mới hỏi vậy đó, ông anh Tư hỏi y chang ông anh hai vậy đó. Vậy chứ người ta nói tôi cái gì? Tôi bán cái gì mà không ngon? Tôi bán thiếu cái gì mà hụt cái gì? Chất lượng tô mì cha mẹ vậy sao tôi bưng ra y chang vậy thôi. Còn muốn ăn thêm gì nữa thì mua thêm. Tôi bán thiếu cái gì mà anh chưa hỏi người ta mà anh nói tôi? Vậy là anh em lục đục cãi nhau bạn. Cãi nhau. Và ông cậu Tư đó, ông Tư đó, ông nói tôi bỏ nghề, tôi không nấu mì nữa để anh khỏi nói, mất công làm nhục cái xe mì của anh. Bây giờ tôi chuyển sang tôi nấu món khác, tôi làm tiệm khác, tôi đặt tên khác luôn, tôi khởi nghiệp lại. Cha mẹ khởi nghiệp được, tôi khởi nghiệp được. Mắc gì vì người dân nước lã mà anh chửi tôi? Đúng không? Tại nhà là nhà của ổng, xe là xe mì của ổng, vốn thì vốn ổng bỏ ra, đâu lấy vốn của ông anh hai đâu. Chỉ là anh em tự hứa trong lòng với nhau là phải giữ cái chất lượng của cha mẹ truyền lại thôi. Đó, bạn thấy. Thì bây giờ đang nấu mì ngon lành, bây giờ chuyển sang món khác á, thì ông tự tin ông nấu được. Nhưng mà khi hạ bản hiểu xuống, làm lại hết tất cả các menu món, thì ông chuyển sang nấu món hủ tiếu Nam Giang. Mà hủ tiếu Nam Giang thì cái kinh nghiệm nấu nó khác. Bị là bánh mì Vịnh Thánh là kiểu mà nước lèo của người Hoa, hủ tiếu Nam Giang là nước lèo của người Miên, cũng có pha của người Hoa trong đó. Thì lúc bấy giờ là nấu không ngon, nguyên liệu nó khác, nó ít đi. À, hủ tiếu Nam Giang là chỉ có tôm, thịt bằm, gan, rồi lâu lâu có cực, tim, hả? Hoặc là thịt heo, xí quách, cũng gần giống nhưng mà nó sẽ thiếu những món khác. Không có nấu cá chẽm sót nữa, không có nấu này kia nữa, mà hủ tiếu mà ăn với thịt cá thì nó cũng không ngon lắm. Ông làm không có được, nấu nó không ra vị, nó vẫn bị đi về cái vị của mì. Tại người ta nấu quanh năm suốt tháng, bao nhiêu năm nấu mì mà. Vậy là quyết định đi qua bên Campuchia để mà học món hủ tiếu Nam Giang. Cũng chịu khó, mà nhà này rất giàu, có tiền mà rất là giàu. Tại vì bao nhiêu năm buôn bán khách ủng hộ dữ lắm, nhà đang phát đạt mà. Mới qua bên Nam Giang học, học sao không biết bị người ta bỏ ngải. Nghe nói đâu qua bên đó thì yêu ai đó mà định tình một đêm mà người ta gài ngải. Thì khi mà về đó, công thức hủ tiếu thì không có, mà cái bụng nó chướng như là bị gan sơ cổ chướng, tại bị ngải nằm trong mà. Thì đưa về đây tìm thầy mà. Đưa về tìm thầy nhưng mà không được. Thầy nói là muộn rồi, tại bây giờ ngải nó vô sâu trong cơ thể rồi, không thể nào lấy ra được. Đó, thì thằng bạn đó của mình, mình cũng có chơi, ăn nhậu qua nhà từ cái hồi mà còn xe mì lận. Sau khi xảy ra sự việc mà hạ bán mì, bán hủ tiếu đó, thì mình cũng biết. Và khi mà đóng luôn cái tiệm hủ tiếu mà đi qua bên Nam Giang học đó, về thì bắt đầu mình mới thấy lúc này anh em mới tụ lại, anh em nhà bên đó mới tụ lại. Thì có ông anh hai, có anh ba, có 5, 6, 7 gì đó là tới hết để mà giống như là chia buồn với em mình. Là cứ như là trăn trối lần cuối đó, tại vì ông này nặng quá rồi, không cách nào mà cứu rồi. Bây giờ có đưa về bên Nam Giang thì cũng không cứu được. Bị bỏ bùa mà nằm bển luôn rồi mà, đem về đây giống như là gần chết rồi. Thì khi mà về đó, cái người anh Tư này nè, hận. Tại nghiệp nó chỗ mà, sát sanh nhiều quá mà hận. Hận thì hận ai? Hận ông anh hai. Hận ông anh hai. Thì hận ông anh hai thì cố nắm cái tay ông anh hai. Nhưng mà thật ra là truyền ngải qua người ông anh hai.
để trả thù. Tại vì anh mà tôi mới qua Nam Giang tôi học, tôi mới bị dính ngải bên đó tôi chết, mới chuyển vào anh hai. Nhưng mà cái ngày đó xui một cái là tinh thần không minh mẫn, truyền là truyền hết luôn, truyền hết tất cả các anh em trong nhà luôn. À, ngải nó lây đó bạn, truyền hết luôn. Thì ông cậu Tư là ông Tư là ba của thằng bạn nó chết đầu tiên, mà chết y chang, tôi mình nói y chang con cá lóc mà bị đập đầu, bị ngải mà chết y chang cá lóc đập đầu. Bạn biết là đồng tử nó lé luôn, là mắt lé luôn, mà mũi miệng nó phúng máu ra các bạn, mà không hiểu sao mà răng với môi nó bị lở. Mình nói thật sự các bạn là giống như thịt nó bị rớt ra ngoài vậy đó, giống như con cá bạn vừa đập cái thịt nó văng ra vậy đó. Cỡ vậy đó mà người nó trương lên hết, là ông nó chết đầu tiên. Thì một thời gian sau thôi, tầm khoảng 6-7 tháng là bắt đầu anh em trong nhà bị hết, bị y chang luôn, không khác gì, bị y chang không khác gì hết. Thì cũng có người tìm thầy, có người thì đưa đi bệnh viện, có người đưa qua bên Singapore để mà điều trị, mà tất cả đều không thể trị được. Riêng cái người con út á, là hình như có qua Nam Giang để tìm thầy, mà qua đó thì thầy cũng nói không gỡ được. Tại ngải này gãy nghiệp, ngải nghiệp có nghĩa là nó tùy, nó truyền từ người thân qua. Lúc ban đầu là do cái cô tình nhân á, cổ truyền qua, nhưng mà gãy nghiệp nghĩa là cái ông nó không tự truyền qua người thân, thì nó đã dính cái giống như là con virus đó, mà nó dính được cái gen của gia đình mình rồi đó, nó quen rồi nó phá thì khó lòng mà cứu được. Mình nói vậy cho bạn dễ hiểu, cái ngải nó lây gì đó. Thì mấy anh em trong nhà là dần dần qua đời hết. Dần dần qua đời hết. Mà người ta nói đó, cái người ta đây là cái người bạn thân của bạn thân mình kể luôn. Tại vì trước khi nó đi Mỹ đó, gia đình nó giàu lắm, trước khi đi Mỹ là mới kể lại đó, mới khuyên tụi mình là đừng có sát sanh, làm gì làm đừng bao giờ sát sanh. Ăn cái gì thà ra tiệm ăn hoặc là nhờ người ta làm thì mình hãy ăn, đừng bao giờ giống gia đình ta. Cậu chú cha của tao, cậu chú của tao chết đó, đều y chang những con cá, những cái con mà bị lóc gan lóc thận, là người thì thận hư chết, người thì gan hư chết, người bị này bị kia chết. Thực ra tâm linh không phải nhất thiết gặp một con ma, tâm linh đôi khi nó là sự quả báo rất là tàn nhẫn, nó biến người sống thành ma, mà thành ma trong uất hận, nó biến cả một cái cơ đồ trở thành đổ nát. Nhưng mà nó chỉ là ghim sâu vô từ từ, nó giống như rễ nó ăn sâu từ từ vậy bạn. Bạn thấy không, đầu tiên là từ lời nói một cái người khách thôi. Thực ra mà nói anh em bao nhiêu năm với nhau mà anh em ruột thịt trong máu mủ với nhau mà không hiểu được nhau, mà bao nhiêu năm đâu phải chỉ có một cái người khách đó mắng vốn đâu, rất nhiều người mắng vốn, bản thân ông cậu hai nó cũng bị mắng vốn. Vì mà sao không có chuyện gì xảy ra chứ, mà đúng cái thời khắc thời điểm đó, một cái người khách rất bình thường, thậm chí nghe bạn mà nói là chỉ ăn đúng một cái tô mì mà rẻ tiền nhất coi, vậy mà lời nói lại có trọng lượng. Để cho anh em xào xáo, để cho ba của con bạn mình bỏ nghề, một cái nghề mà cha mẹ truyền lại không bao giờ bỏ. Bạn thử một ngày bạn kiếm mấy chục triệu nhờ cái nghề đó, bạn dám bỏ 2-3 tháng trời để đi học một cái nghề khác không? Đúng không? Chỉ có cái người bị nghiệp ta mới không nhìn thấy thôi, đó là cái rễ của cái nghiệp. Thì mới qua bên đó thì gặp phụ nữ mà, ở xa vợ xa con, gặp phụ nữ mà chịu không nổi, thì bắt đầu dính cái ngải của người. Tại người ta cũng đâu có muốn là giữ ông này lại, mà ông này muốn về quê hương thì dính. Dính thì về bắt đầu lây hết cho anh em luôn. Tại cái ngải nó là chỉ là một cái loại, theo khoa học nó là một cái loại con trùng, hoặc là một loại cây, hoặc loại độc. Nó có thể di truyền qua người này người kia, qua đường móng tay, hơi thở, nó giống như virus vậy đó. Nhưng mà nó là thuộc dạng virus cổ, chỉ có những người thầy cúng thầy bà người ta mới biết, còn bản thân mình á không có biết. Cho nên đừng có giỡn chơi với mấy cái người mà ở bên đó, đừng qua yêu đương bậy bạ. Nhắm thương thiệt thì đến, đừng không thương thiệt thôi đó. Thì về bắt đầu anh em bị hết, mà gia đình nhìn thấy người giống cá lóc,
người hư thận hư gan giống như bán trong cái xe mì nó bán cái gì là bị vậy. Ví dụ như có cực, hư cực, đó là hư thận. Ví dụ có tim là tim chuyện trách nhiệm. Ví dụ có xí quách là xương khớp rụng rồi là rượu rã hết. Mà tuổi tác thì còn trẻ mà. Lúc đó Tân chỉ mới có 16, 17 tuổi. Bạn Tân 16, 17 tuổi thì ba mẹ nó chắc cũng ba mấy, bốn mấy thôi. Bốn mấy thôi. Ba mấy, bốn mấy thôi. Đâu gì đâu mà đến nỗi mà cô gì chú bác gì mà rụng rời hết trơn vậy. Đó. Đó là cái nghiệp của quả báo đó, của sát sanh đó. Nhưng mà nó đến rất là âm thầm lặng lẽ. Cho nên Tân nói rồi, trong cuộc sống đó phải xem xét đề phòng. Bản thân mình gây nghiệp mình đâu có biết, mà khi nghiệp nó chỗ mình cũng đâu có hay. Mà khi nó chỗ mình biết cách thì mình tránh thôi. Mình tránh mà mình biết mình đang gây nghiệp thì mình ngưng lại. Mình ngưng lại. Cái ông mà đi nói gia đình người ta đó cũng nghiệp dữ lắm đó. Mà chẳng qua mình không biết ổng có bị gì không thôi. Đó. Nó cứ truyền vậy đó bạn. Ta gọi là rễ của nghiệp đó. Nó cứ truyền vòng vòng. Âm thầm lặng lẽ. Khi nó bám sâu rồi đó là bước không ra. Một câu chuyện nhẹ nhàng cuối tuần để thử micro, thử máy, thử ánh sáng lại. Sau khi mà mình vệ sinh lại hết mọi thứ thì coi nó có ok không. Ha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Ai thấy câu chuyện này như thế nào cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma vào ngày mai nha. Bye bye.